dạng sinh học là nền tảng của sự sống và phát triển của con người. Việt Nam là quốc gia được xếp hạng thứ 16 trên thế giới về mức độ đa dạng của tài nguyên sinh vật, bao gồm rừng, biển, đất ngập nước với quần thể động thực vật sinh sống trong các hệ sinh thái đó. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, đa dạng sinh học ở Việt Nam hiện nay đã có nguy cơ bị suy thoái, cạn kiệt, gây ảnh hưởng lớn tới sự phát triển kinh tế, xã hội và sinh kế của người dân. Chính vì vậy, việc bảo vệ đa dạng sinh học tại Việt Nam đã trở nên vô cùng bức thiết. Trong bối cảnh đó, GEF đã hỗ trợ các dự án giải quyết các nguyên nhân chính gây mất đa dạng sinh học. GEF tập trung vào các cơ hội có tính thúc đẩy cao nhất tới việc bảo tồn bền vững đa dạng sinh học, khai thác hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên. Các dự án đa dạng sinh học chiếm khoảng 36% danh mục đầu tư của GEF, là lĩnh vực hỗ trợ lớn nhất của quỹ. Tính đến nay, GEF đã đầu tư tổng số 55 dự án ở 27 tỉnh trên khắp Việt Nam. 16 năm đồng hành cùng với 55 dự án trên toàn quốc, GEF SGP đã thực hiện sứ mệnh của mình trong lĩnh vực đa dạng sinh học với mục tiêu chính là bảo tồn và khai thác bền vững các hệ sinh thái, khôi phục và phát triển các nguồn gen động thực vật bản địa. Tính hiệu quả của các dự án GEF SGP được thể hiện qua việc nhiều hệ sinh thái nay đã trở thành những điểm du lịch. Hệ sinh thái đảo Cò Chi Lăng Nam ở Hải Dương và các dự án nằm trong vành đai bảo tồn biển ở Quảng Nam là hai minh chứng tiêu biểu cho thành công này. Các dự án của GEF SGP không chỉ giải quyết vấn đề sinh kế của người dân, mà còn phát huy tính hiệu quả từ việc khai thác một cách bền vững các nguồn tài nguyên này. Lúc đầu thì mới tham gia các dự án nhỏ thì tôi cũng rất là ái ngại, bởi vì đúng là nó quá nhỏ về mặt đầu tư và đồng thời nó ngó ngắn về mặt thời gian so với những cái nghiên cứu mang cái tính cách là bảo tồn hoặc là nghiên cứu những cái cơ sở quan trọng của các hệ sinh thái để đưa vào sử dụng. Tuy nhiên thì càng tham gia thì tôi là càng thấy thích, là bởi vì nó đã triển khai đúng một cái yếu tố, đó là gì? Đó là một cái khoa học ứng dụng. Chúng tôi cố gắng áp dụng tất cả những cái thông tin bằng những cái nghiên cứu cơ bản của các cái khoa học cơ sở để đưa vào, và những cái dự án nhỏ này đã đáp ứng được cái điều đó. GEF SGP đã khai thác tri thức truyền thống kết hợp với khoa học công nghệ cùng cộng đồng phát hiện, khôi phục, bảo tồn, góp phần khắc phục tình trạng suy thoái, cạn kiệt, nguy cơ tuyệt chủng các nguồn gen quý. Các cái dự án mà của GEF từ trước đến nay thì nó để lại một cái di sản, đó là thứ nhất nó đào tạo được một cái đội ngũ cán bộ. Khi mà người dân mà tham gia vào quá trình này thì chúng ta sẽ có sự phát triển bền vững. Ví dụ như là cây thuốc của người Cao Lan mà ở thời cách đây 15 năm mà thực hiện ở Tuyên Quang ấy, thì mặc dù dự án đã kết thúc nhưng mà những cái thầy lang đó người ta vẫn giữ các cái vườn của người ta, và cái vườn đó thì được người ta duy trì và phát triển, và nó cung ứng một cái nguồn đáng kể cho cái chữa bệnh của người ta. Thành công của các dự án GEF SGP đã chỉ ra rằng cộng đồng là nhân tố chủ chốt, đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế của địa phương thông qua các mô hình trình diễn như con bò vàng, cây quý hiếm ở Đồng Văn, cây thuốc nam của người Chăm ở Ninh Thuận, cây nhộm màu ở Mường Khương, chuối ngự Đại Hoàng, bưởi Quế Dương Hoài Đức, luồng ngọc lặc, cành kiến đỏ ở Thanh Hóa. Các dự án do GEF SGP tài trợ đã chiếm được niềm tin đối với các nhà quản lý ở địa phương. Sau 6 năm triển khai thực hiện dự án, GEF SGP đã giúp cho huyện là hoàn thiện được cái hồ sơ đấy, và đề nghị với Cục Sở hữu trí tuệ là cấp giấy chứng nhận chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm chuối ngự Đại Hoàng. Mặc dù các dự án với quy mô thực hiện, kinh phí không lớn, song đều được nhân rộng, lan tỏa theo thời gian và không gian. Trước kia là một cái sản phẩm của một cái kg bưởi này người ta chỉ bán được khoảng độ trên dưới 10.000 đồng một kg, nhưng khi mà cái dự án về thì nâng cao chất lượng lên thì bán sản phẩm từ 15 đến 25.000 đồng một kg. Chương trình tài trợ các dự án nhỏ là một chương trình rất hiệu quả trên thế giới. Tôi thấy điều này được thể hiện rõ khi chúng tôi tới Việt Nam lần này. Dự án đã kết thúc cách đây 10 năm
nhưng vẫn duy trì phát triển và là một ví dụ điển hình để nhân rộng mô hình ra các xã khác. Cộng đồng địa phương được chủ động tham gia dự án. Dự án này không chỉ giải quyết các vấn đề về môi trường của địa phương mà còn nâng cao đời sống người dân, tạo nhiều công ăn việc làm. Dự án cũng góp phần phát triển du lịch, thu hút nhiều khách, phần lớn là người nước ngoài. Điều này đặc biệt quan trọng. Các thông điệp đã được gửi đi nhiều nước trên thế giới. Cũng có thể, trong số khách du lịch đến từ những nước đã tài trợ cho GEF, khi đó họ có thể thấy đóng góp cho GEF thông qua SGB đã được triển khai như thế nào tại Việt Nam. Tôi cảm thấy rất hài lòng và rất vui khi có cơ hội tới thăm dự án ở đây và xin chúc mừng các bạn và tất cả những người đã từng tham gia dự án này. Để tiếp tục con đường dài đó, luôn luôn cần phải có sự kết hợp nhuần nhuyễn của năm nhà: nhà quản lý, nhà khoa học, nhà sản xuất, nhà tiêu thụ và nhà truyền thông.